Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sébastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thủ tướng đã đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, khẳng định nỗ lực của hai bên cùng nhau gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai. Cho thấy Việt Nam là một hình mẫu về hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh, biến thủ thành bạn, truyền đầu, chuyển đổi thành đối thoại. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, chuẩn bị thật tốt cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Pháp Macron. Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, hai nền văn hóa, giao lưu nhân dân, xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án metro nhổn ga Hà Nội và các dự án đường sắt. Thủ tướng đề nghị phía Pháp ủng hộ, đồng thời thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU và EC sớm gỡ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Trong lĩnh vực quốc phòng, thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã có và thiết lập các cơ chế hợp tác mới. Đặc biệt, đề nghị phía Pháp tăng cường hợp tác để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chiến trường Điện Biên Phủ, nhất là trong chia sẻ các tài liệu lưu trữ về di tích này. Về phần mình, Bộ trưởng Sebastian Lecornu nhấn mạnh phía Pháp coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá rất cao sự độc lập, tự chủ mạnh mẽ của Việt Nam và nêu bật tầm quan trọng của hợp tác chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước. Bộ trưởng cho biết một trong những mục tiêu của chuyến công tác tới Việt Nam lần này là góp phần chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Pháp Macron. Ngài Tổng thống rất mong muốn được tới thăm Việt Nam để thúc đẩy thực chất quan hệ hai nước. Về vấn đề trên biển, tại cuộc tiếp, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình an ninh ổn định tự do hàng hải hàng không giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế